Chào mừng anh em đã quay lại với Channel One. Cửa hàng Sùng Thú Chư Tần. Tập 1 phần 2 Liên Phun Bộ Nam Dư Phòng Mù Tạ nhé. Tập 29. Anh yêu mến nhớ like và cho một đăng ký kênh để theo dõi video sớm nhất nhé. Học viện Phong Sơn. Trên các cụ khá tình hành, lo quan thử à. Ở cuộc thi niên độ thì mọi người đã nhìn thấy được tiềm năng của Lô Hoàng Thử. Bây giờ Lô Hoàng Thử đã trở thành ngôi sao sủng thú rồi. Mà chủ tìm tôi à? Nhân lúc cuộc thi còn chưa bắt đầu, chúng ta có thể còn phát tờ rơi không? Thôi không còn đâu. Những học sinh bình thường này nuôi Lô Hoàng Thử chỉ vì phong trào mà thôi, hy vọng thì lấy tiểu thành đại. Cho dù là qua đi thời gian tình hành hấp dẫn thì vẫn bị giá cả mà từ bỏ. Còn đúng, tiền tôi mượn nhào nhào thì cũng còn chưa trả xong nữa. Dì thần à, sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia thác hoang dã có phải không? Thác hoang dã người đi tiên phong mà. Hỏi gì cậu ngu ngốc như vậy? Nghe nói thì chiến đội hàng đầu đã gửi thư mời qua rồi. Qua thật là ngưỡng mộ quá đi. Thực lực của dì thần thì ước chừng cũng không cần nửa năm nữa là có thể vào đội được rồi. Theo như tôi thấy thì cũng có khả năng vào trực tiếp đó nha. Bằng hồ tôi đây chút. Vừa lúc tôi đang còn có chuyện tìm cậu. Tìm tôi? Có chuyện gì không? Không có gì. Chỉ là cảm ơn cậu vì cuộc đấu giá hồi bữa. Cuộc đấu hồi bữa. Chỉ là sủng thú ngân xà lùi của tôi lúc chiến đấu đã phá bỏ được giới hạn. Cuối cùng đã lên được cấp 7 rồi. Gì hả? Vậy chúc mừng cậu nha. Chính là người đã đánh thắng Lô Hoàng Thử sao? Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Một hồi lúc thi đấu thì tôi góp ý cậu đừng có dùng Lô Hoàng Thử nữa. Tại sao? Sống thú, lô ngân xà lùi của tôi không cẩn thận đến hồi được lũng u tân bỉ rồi. Nó vẫn chưa thành thạo thuộc phóng được. Cậu biết rồi đó. Nếu như Lô Hoàng Thử bị kiềm hãm huyết mạch thì rất là khó coi. Cùng là phụng đánh thì ít nhất tính tưởng thức cũng không tệ. Tôi biết rồi. Vậy gặp lại sau nhé lúc thi đấu. Tôi sẽ cố gắng nhẹ tay. Không cần thiết. Dù là thủ vườn đi săn nữa thì Lô Hoàng Thử cũng sẽ không sợ. Hơn nữa lại là một con sủng thú chưa trưởng thành. Vì này là để tôi giới thiệu một chút. Đây là chủ tiệm tù, người đã giúp tôi bồi dưỡng Lô Hoàng Thử. Cũng có thể nói là một nửa là chủ nhân của Lô Hoàng Thử. Còn ta là Diệp Hà Quang quận niềm bộ của học viện chúng tôi. Là người rất chịu chi tiền mua tinh sủng. Thật lệ. Vụ sự vô lý của con Lôi Quang Thử. Vậy mà do cái cậu chủ tiệm trẻ tuổi này bồi dưỡng người. Trừ khi đằng sau còn có một bậc thầy khác bồi dưỡng. Quá khen rồi. Tiền cũng chỉ là vật ngoài thần, chỉ còn có thể nâng cao tinh sủng thì bao nhiêu tiền còn rất đáng. Không biết cậu chủ tù có hứng thú một chút với việc bồi dưỡng không? Nói lắm. Nhưng mà vì làm ăn hiện tại của cửa hàng chúng tôi rất tốt nên đã bận lắm. Nếu như cậu đã có thành ý như vậy thì tôi sẽ ngồi lễ một lần. 50 vạn cỡ tầm 1 tỷ mấy của Việt Nam đồng đấy. Để cho cậu ưu tiên chen hàng như thế nào? Cái gì? 50 vạn mà chỉ là phí ưu tiên á? Ui, cái thằng này thật á trời. Cũng phải chứ. Chị còn thử yêu sủng thú như mạng mà ngay cái 50 vạn công ty cư. Không phải chứ. Tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu cũng được. Nói như anh có bản lĩnh đó. Tất nhiên rồi, thi đấu gặp lại. Đúng là con nhà giàu đẹp trai trong trường nổi tiếng. Đúng là rất nhiều tiền không chớp mắt hả? Mình đứng là đúng chỗ rồi. Thật là một sự phản công đẹp mắt. Đáng ghét. Hiện trường biểu diễn thì đâu nằm nhất. Sẽ xác nó ra cho ta. Một thằng nhóc thì biết làm màu à, làm liều thôi à. Tăng tốc lên cấp 2. Tuyết cầu lên. Mở miếm đầu xã. Ám viêm thuật.
Thật là một trận đấu đẹp mắt mà. Tiến thủ Tu La Nguyệt giành chiến thắng rồi. Mạnh quá, không sợ hãi chỉ giết lại đối thủ có chiến lực cao đổ vượng. Kỹ năng không tồi, chi tiết là vẫn còn khuyết điểm. Nói là những năm trước thì trình độ này có lẽ là được chiến vào đội. Nhưng mà những tuyển thủ quái vật năm nay quá thật nhiều. Mọi hiện giới thú của cô ta không thể nói là không thể nổi bật. Chỉ có thể nói là không đủ làm kinh ngạc mà thôi. À đúng rồi, quán quân quả quần năm nay, một người có thể chế ngự được sủng thú. Hiếm có người huy thông cấp 9. Một người thì dựa vào lô hoàng thử đánh một được vào trận chung kết. Quả thật là một cuộc chiến của các vị thần. Nếu như tiểu cô nương này có cào nhọn chỉ điểm thì nhất định có thể trở thành một ngôi sao sáng ở trong tương lai. Nhưng mà khi nào mới có thể gặp được cào nhọn, vậy thì con tùy vào vận mày. Tiếp theo chính là trận đấu thú vị cuối cùng của tối nay. Do ác quần niên độ Phong Sơn Tú Yến Dĩnh, đối thủ là quán quần niên bộ Diệp Hạo tập 30. Ôi anh ra dù dụng sao anh vẫn cúng lên vậy? À nhập còn nhớ ta không hả? Lâu rồi không cùng chiến đấu hen. Úi đầy lâu lộ hoàng thử. Ừ? Thổ vườn này làm sao thế? Tự nhiên lại trốn mất tiêu vậy? Không lẽ đang sợ lũ nguy? Anh ta còn không phải là chiến sủng sự, lên đó không phải là tự kiếm rắc rối gì sao? Nợ sớm đã làm theo lời tôi thì đã không làm ra cười với thiên hạ rồi. Lạc Phụng cấp xí xạ tuyến. Wow, tuyển thủ Tô Yến Dĩnh đột nhiên đã thay đổi, dùng Lạc Phụng tấn công, đồng thời cũng lấy ra kỹ năng xuất chúng nhất. À, lòng thú ngon xà, lôi chết cùng nó đi. Lòng hống. Cái gì? Chỉ với một tiếng gầm mà đã phá giải được sủng kỹ cấp 8 à? Không hổ danh là lòng thú cấp 9, bá quá rồi. Lạc Phụng, làm đây lần nữa. Cùng bỏ cuộc, đúng lúc là để cô có thể nhìn rõ ra được sự cách biệt giữa hai chúng ta. Lòng thú ngón xà lùi phong thú. Cấp xí xà tuyến, lông thú ngón xà lùi, đến sẽ nuốt chủng cấp xí xà tuyến, là sự ý có phải không hay là sự tự tin của người mạnh? Sự công kích toàn lực của Lạc Phụng không gây ra bất kỳ một thương tích của đế vương giả. Ui quá tuyệt vọng rồi, cả nỗ lực thì càng thù cho vua sốt, đây chính là sức mạnh của hệ thống cấp 9. Ui má ơi, mạnh vậy. Cấp sĩ xả tuyết dù cũng là sủng ký cấp 8, như vậy cũng như là gãi ngứa gì. Cho dịnh lưỡi hồi được sủng ký cấp 8 thì cũng chỉ là một con lòng phục cấp 5 mà thôi, vẫn còn thua xa lông thú ngân xà lùi. Lông thú ngân xà lùi, cho người ta xem khả năng của người đi. Lông viêm phun xạ, ngân giật phong bạo, bản hải lãnh động. Lộn thú ngân xà lùi vậy mà lại cùng lúc rập ba chiêu sủng kỹ lửa gió bằng, điều khiển quá tinh thục rồi. Mặc dù không có tình nhầm trúng nhưng quá thực là phạm vi rất là rộng. Lạc Phụng được cái sợ tốc độ nâng dưới sự uy hiếp của tiền thủ, tôi chỉ có thể ưu tiên chọn bảo vệ chính mình. Lạc Phụng xuất hiện sợ xuất bị đánh trúng rồi. Hồi Lạc Phụng vậy mà lại bị trúng đòn bởi sống kỳ loạn phóng. Lạc Phụng, đây chính là quán quân niên bộ sức mạnh của vương giả. Hồi đế bếp triết đế. Lòng thú ngon xạ lùi, mạnh hơn nhiều so với lần trước chúng ta chiến đấu. Đã không còn cách nào chiến đấu nữa rồi, chỉ sợ là lúc quan thử cũng... thật là vô vị, chỉ có thể đào tạo được cái loại tình xung cấp như thế này. Mà cũng dám thù phí mắc tới như vậy sao? Sát ý. Khi tức của lò hoàng thử thay đổi rồi. Đi tiêu diệt nó đi. Lùi chớp. Vốn lực gì trảo. Và lôi thử hoàng đã vào sân rồi. Tốc độ càng nhanh hơn so với trận chung kết. Lò hoàng thử
Vậy mà lại có thể làm rách được bộ giáp ngực của lông thú ngọn xà lùi. Và ống khí của lông dục chi trảo còn đè bẹp được khả năng hồi phục mạnh mẽ của huyết thống lông tộc vốn có. Như vậy mới đúng chứ. Như vậy mới có thể chiến thắng được có giá trị chứ. Tăng cường sức mạnh cấp 4. Lông thú ngon xà lùi dám chết nói cho ta. Bắn hải lông lãnh đồng. Tên thú Diệp Hạo muốn đồng bằng toàn bộ mặt đất. Đối với tính sủng còn biết là bày. Mà nổi đây là điểm chí mạng. Lô bọn thử đã không còn chỗ chạy rồi. Không lẽ như vậy là kết thúc ư? Lô bọn thử dùng liên chiêu thứ ba mà ta đã dạy cho người. Điểm yếu chính là cái mồm. Hồi là lập thập phương lối ngục. Lô bọn thử định làm cái gì? Đã trồng lùi ảnh tuyến tượng. Hồi lao ra rồi. Lô bọn thử không bị đóng cứng. Thập phương lối ngục hòa ra là dùng con đường mở ra bởi những tia sét. Tập 32. Ba con à, trong đó chắc chắn là có một con thật. Mặc dù không rõ nhưng chính là con chuột có lô quan bảo vệ. Đừng hòng qua được mắt mình tấn công nó. Cái gì là giả? Chẳng lẽ con tấn công từ phía trước mới là con thật ư? Lông thú ngấn sợ lui. Con này cũng là phần thân. Đồ ngu. Bá con này đâu là sự thu hút của chú ý của người thôi. Cái gì? Vậy mà lại có con thứ tự. Là khóe mồm. Vẫn duy nhất của con lông thú ngấn sợ lui không được bảo vụ vậy. Bị lô quan thử đánh là được rồi. Bạo phát của thử vườn mạnh quá. Thật là kỳ lạ. Nghe nói lông thú ngân sợ lùi của Diệp Hạo đều đột phá lên cấp 7 rồi. Vậy mà đã đánh công lại lô quan thử. Phương pháp đánh nhau của con chuột này sao mà phong cách biến đổi nhiều như thế? Không lẽ là vì người đàn ông đó ư? Chết tiệt. Nếu như bây giờ mình thua rồi à, chẳng phải nỗi quán quân của mình là dựa vào may mắn sao? Lông thú ngân sợ lùi. Lông thú ngân sợ lùi đã trực tiếp tấn công vào chiến sủng sự. Nhưng mà nửa người có tuyển thủ tôi đã bị đông bằng, không cách nào để né tránh. À, thật là khó coi. Lối đạn. Thật là trộm gà không tránh còn mất luôn cả năm thốc. Ôi, cố gắng đã được lợi thế chỉ đỡ. Cuối cùng trở nên tồi tệ hơn. Vừa thường trời miệng của lòng thần thú xà lui là một lần nữa bị tấn công mãnh liệt. Đi. Lòng thú ngon xà. Lười đã ngã xuống rồi. Khó có thể tin được. Lò hoàng thử đã chiến thắng lòng thú ngon xà lui. Lòng ngon thử xà vậy mà lại thua rồi. Hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lô hoàng thử vậy mà lại thắng một cách thành tục lão luyện. Không lẽ trong trận chung kết đã cố tình che giấu thực lực? Hay là do người đàn ông này? Không hổ danh là thứ vườn tội yên dĩnh. Thành công rửa sạch nỗi xấu hổ của trận chung kết niên độ. Ôi, đã kết thúc rồi á? À, mình đã làm cái quái gì đâu? Thỏa mãn với thực lực của tôi chưa? Vậy cho tôi hỏi 50 vạn tiền mặt hay là chuyển khoản đi? À, tiền thì tôi sẽ chuyển cho anh sau. Nhưng mà trước tiên hãy trả lời một câu hỏi của tôi. Lông thú ngân xà lùi của tôi cũng có thể đào tạo trở nên mạnh mẽ như lôi quang thử không? Tất nhiên là có thể rồi. Nhưng mà khi nào tới lượt cậu thì phải xem tâm trạng của tôi đã. Anh đợi ở đây tôi với. Cậu có để ý đến không? Nam sinh trên sân khấu đi cùng một tiểu cô nương, thực lực của anh ta không đơn giản. Sớm nhìn ra rồi. Đằng sau trận đấu của Lô Hoàng Thử là sự chỉ đạo của anh ta. Ngay cấp binh hại lãnh đồng cũng không làm khó được anh ta. Ôi, đáng tiếc là năm nay đã tuyển đủ người vào chiến đội của chúng ta rồi. À, phó hội trưởng à, đồng ban học đó ở lớp mấy vậy? À, cậu ta khá là khiêm tốn. Sau trận đấu thì cậu vẫn nên tự mình đi hỏi cậu ta. À, mình không hoàn toàn có ấn tượng về người này.
Hạo Viên ưu tú như thế, thậm chí mà khí thế không hề thua kém gì Hạo. Vậy mà là giáo viên hướng dẫn cậu ta lại không hề báo cáo. Huy thật là không làm tròn chân trách mà. Khi vậy nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt mới được à. Phòng làm việc của phó hiệu trưởng. À, anh mau đứng lên. Đây là chỗ ngồi phục vụ cho khách quý. Giáo viên hướng dẫn của tôi có một nhân vật lớn là muốn gặp chúng tôi. À, một chút nữa thì họ sắp tới rồi. Chỗ ngồi cho khách quý à? Vậy không phải là vừa đến lúc vậy sao? Huy mau mau đứng dậy đi mà. Hay tôi còn muốn đi tìm hiệu trưởng của cô đó bàn về chuyện làm ăn nữa. À thì tiền bối mời đi bên này. Tôi không ngờ rằng trong học viện của chúng tôi lại có người xứng đáng để gặp ngài trực tiếp. À mời, tôi đã chuẩn bị trà ngon xong rồi. À xem xong trận đấu hồi nãy, à, ngay cả già yếu như ta cũng không kiếm nổi sự nhiệt huyết sôi sục này. Người trẻ tuổi này rất đáng để bồi dưỡng. Nhà mau đỡ lại đi mà, bị phó hậu trưởng nhìn thấy là tiếp đó. Nè Lý Tự Hòa, bọn họ hả? À, người trẻ tuổi thật là tốt. Đội trưởng đội chiến thủy thủ, tổng đội trưởng chiến đội Bạch Hạc, đội trưởng chiến đội Anh Tử. Hồi khi tức của người này mạnh thật là thuần phát. À, chàng trai trẻ, nhìn tuổi của cậu chắc là học viên năm 2 có phải không? Giáo viên hướng dẫn của cậu là ai? Nói cho tôi biết thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu ký túc xá hạng cao nhất. Phó hiệu trưởng à, cậu ấy không phải là học viên của trường chúng ta. Cô Lạc. Không phải thì không cần dội. Cậu có hứng thú đến tu luyện cho chúng tôi không? Miễn phí hoàn toàn học phí. Khi tốt nghiệp thì cậu còn được trường cho cho một con tinh sủng huyết tống cấp cao. Miễn học phí, còn tặng tinh sủng cấp cao á? Mình chưa từng nghe qua điều kiện nào hùng hậu như vậy. Ông hồ ly này, hồi nãy còn bày ra cái bộ vỏ rất thân với cậu ta nữa chứ. À, không hứng thú. Cái gì? Điều kiện có như vậy mà không hứng thú quá. Vậy thì mỗi tháng đỡ phụ cấp cho cậu. Hay là tôi giới thiệu một chút. Phó hiệu trưởng à, ông còn nhớ lúc trước có lần tôi đi thác hoang rồi gặp nạn. Thì có một vị thanh niên trẻ tuổi đã chặt đầu con ma hại thú. Có lấy tôi và Di Trần sang không? À, đương nhiên rồi, viên này đối với vòng sơ mà đối, lâu chiến vô cùng to lớn. Đây đã, không lẽ là... Chính là vị thanh niên trước mặt. Ủa? À, đương nhiên tôi là có gì? Mọi người cũng muốn trại hả? Chặt đầu một con ma hại thú cấp 8, thậm chí còn có cả thác hoàng giả. Huân chương và Diệp Trần Sáng. Thật là sự chiến đấu khủng khiếp mà. Ui, đây là thiếu chủ của gia đình ai mà trải nghiệm cuộc sống thế này. Tứ đã gia tộc cũng chưa từng nhìn thấy qua người này. Ui, thật là khiêm tốn, không lẽ là con trai út của nhà họ Diệp ư? Ui, cái gì mà nhà họ Diệp chứ, tôi hả tu. Mọi người đã có tiền tiền đối thấy họ cho người ta nhìn thấy chứ. Ui, ngữ khí của chú tiệm tù quá năng rồi đó. Nói chốc giận họ thì tính mạng nhỏ của chúng ta không giữ được đâu. Thì đó là một người bình thường. Đừng có làm học viên gì hết nữa, trực tiếp gia nhập vào chiến đội của chúng tôi đi. Cậu có thể trực tiếp gia nhập vào đội 1, chúng tôi sẽ cho cậu đãi ngộ phúc lợi gấp đôi. Hả? Trực tiếp làm thác còn giả gia nhập đội 1 á? Hơn nữa còn là đãi ngộ gấp đôi. Chiến đội ký hợp đồng đối với mình thì cũng chỉ nói rằng là được cấp vàng vào đội 4 thôi. Hơn nữa còn chỉ là thác hoang giả tạm thời nữa chứ. Cái gì mà phúc lợi đãi ngộ, mình căn bản là coi như không có. À, hoàn toàn không có hứng thú. Gia nhập chiến đội thì còn không bằng vào việc đọc sách. Này ní, điện tốc này của cậu xua đuổi được ăn mây đấy à. Đến với chiến đội của chúng tôi để trực tiếp tặng cậu 100.000 điểm tích lũy thác hoàng. À, lão dò đi thần truyền cho cậu võ thuật, con tạo cho cậu một loại áo giáp như thế nào. Hồi đi muốn đi mà. Nè, cậu cũng muốn tìm. Cô cũng tìm. Cũng không có tìm cô. Cô kích động là cái gì chứ? Tôi còn phải đào tạo và coi cửa hàng. Làm gì có thời gian mà làm thất giả chứ? À, tôi tiên sinh, hay là suy nghĩ về việc làm giáo viên hướng dẫn đặc cách của trường chúng tôi không? Giáo viên hướng dẫn á? Giáo viên hướng dẫn đó phải là người có sức chiến đấu cấp 7 trở lên mới có tư cách. Còn phải thông qua nhiều cuộc khảo hạch thì mới có thể có được cái vị trí đó. Hơn nữa, giáo viên hướng dẫn lại có thể quyết định tương lai.
cho một 100 học sinh dưới quyền của anh ta. Nhiều người tha thiết ước mơ đến vị trí đó, vậy mà chỉ cần một câu trả lời là có là được ư? Không tội, mỗi tuần mở một lớp học là được, thời gian khác thì tự cậu đập sách đặt. Đãi ngộ thì không cần phải nói rồi, tài nguyên trong trường thì cậu muốn dùng như thế nào thì dùng. Tôi sử dụng tài nguyên như thế nào cũng được. Việc liệu hóa kim ô, thần ma cần rất nhiều kim nguyên liệu nguy hiểm. Nếu như có thể lấy được, từ đây thì sẽ có tiết kiệm được rất nhiều là công sức. Hơn nữa với thân phận là giáo viên hướng dẫn, cửa hàng cũng không còn sợ mấy cái thằng ngốc đến kiếm chuyện nữa rồi. Ôi thật là một mũi tên trúng hai đích hà. Thành giàu chốt kèo. Tiên là đọc một cuốn sách này. Hả? Đây là trở thành người hướng dẫn cần phải thông qua hàng loạt bài kiểm tra, đánh giá đa chiều và tổ chức cơ thể, kỹ năng chiến đấu, trình độ giảng dạy của cậu, vân vân và mây mây. Chỉ cần điểm trung bình bài viết của cậu là 60 là được rồi. Sẽ không khó quá đâu hả? À, tôi thấy hay là thôi vậy. À, đó là tiêu chuẩn đối với người ngoài thôi. Tôi thì sinh có thể giết chết ma tú cấp ở đất hoàng, không cần phải nghi ngờ chiến đấu kỹ năng. Về giảng dạy thì sau khi làm trợ giảng dự tính của một vài lớp thì tôi tin cậu cơ thể hết nắm vững được. Vậy ý của ông là chỉ cần thông qua bài kiểm tra tố chất cơ thể là được rồi. Hệ thống giáo dục của chúng tôi còn thu thập thông tin và thực lực của mỗi một giáo viên, như vậy thì có thể dễ dàng bố trí học sinh phù hợp cho cậu giảng dạy rồi. Rõ ràng là muốn thăm dò thần thủ của mình. Cái lão hồ ly này, nếu như trình độ không đủ thì cậu trợ phúc lệ chứ gì. À được rồi, vậy ông nói kiểm tra thế nào? Mời đi theo tôi, sân kiểm tra nâng cao. Chỉ cần có thể một mình đối đầu với bạch trạch, kiên trì một phút là được, sẽ tính là đạt yêu cầu. Không được dùng tinh thú à? Không sai, đây là vũ khí cao cấp dùng để kiểm tra sức chống chịu. Công suất lớn nhất mà mình chỉ đóng đỡ được có 30 giây cũng quá sức rồi. Vậy trưởng là muốn ra oai phú đầu với tôi mình sao? Cùng tố kiểm tra chút thành quả tu luyện mới đi nào. Đi đây đi con trai à. Tình thuẫn à. 10 giây trước vậy mà bạch trạch lại không đánh trúng phát nào. Phản ứng cũng không tồi, nhưng mà tinh thuần này cũng yêu quá rồi. Ý thì rồi cơ thể đang lờ lửng, không thể nào mượn lực để tranh né hết được rồi. Cô chưa đến 20 giây đã kết thúc rồi sao? Dù gì cũng là lần đầu tiên khiêu chiến với bạch trạch. Cứ như vậy đi. Cẩn thận. À vào trường à, mau dừng bài kiểm tra này lại đi. Nhưng rồi không nghe thấy tiếng cầu cứu nào, chứng tỏ cậu ta vẫn chưa khuất phục. Đợt tấn công của bạch trạch sẽ tàn dần từ tháp lên cao, nhất định đến lục giai, có lẽ chỉ còn khoảng 5 giây thôi. Mặc dù Nguyễn Thị Bảo Giáp sắp không chịu được nữa rồi. Ôi, đến gì lèo, đáng quốc chật qua đi mất rồi. 4 giây, 5 giây, bạch trạch vẫn chưa dừng lại sao? Phó hiệu trưởng, đã 10 giây trôi qua rồi mà vẫn không dừng lại sao? Cơn bão lửa này có lẽ đã tên tới bát giai rồi đấy. Tại sao lại không có phản ứng gì thế? Lẽ nào tôi bệnh đã mất đi ý thức rồi? Gió. Cái cổ mấy phiền phức. Trả biệt. À, này, không chỉ đỡ được đoàn tấn công, thậm chí còn đánh trả lại sau. Đối mặt với bạch trạch, chúng ta đều phải đứng yên chịu đòn. Lẽ nào con mấy gặp trúc trắc rồi sao? Ý, à, cảm giác này là cái gì vậy? Kiếm mô thần mà chiến thể chất dài vẫn chưa ổn định, bình thường sẽ tăng cường thêm một chút thể chất. Chỉ có tình huống đặc biệt mới kích hoạt kiếm mô tư thái, chưa hoàn thiện, sử dụng một chút sức mạnh của kiếm mô.
Ủa, không còn tiền, còn một chút á. Uy lực này. Bài kiểm tra kết thúc, giá trị tinh lực tạm giai tầm trung. Lực tấn công thất giai tầm trung, lực phòng ngự bát giai tầm thấp. Đánh giá chiến lược cuối cùng là thất giai tầm cao. À, sao rồi? Thế này đã đủ tư cách chưa? Đặc sắc, quá đặc sắc. Năng lực của ngài, tôi đi đảm nhiệm đạo sư cao cấp cũng được đấy. Đạo sư cao cấp á? Ngày mai thì đạo sư điện tử của cậu sẽ được cập nhật ở trên mạng. Hoàn ngành gia nhập vào phượng sơn của chúng tôi. Đặc lực của Bạch Trạch người bình thường vốn không thể tiếp nhận. Nếu như không có thần ma thể, thì sợ là mình bị đánh tàn bạo thành thịt cá mà người sầu xé rồi. Lão hồ ly này, hình như sắc mặt tôi đạo sư không tốt lắm. Chẳng phải vì quần áo bị rách thì sao? Vương Nhà Ngọc à, dù sao thì kết quả cũng không chênh lệch mấy, mình cũng lười sợ đò. Không còn gì gì nữa thì tôi đi trước. Để tôi dùng xe đặc biệt chở cậu đi. Không cần. À được rồi, nhớ là mỗi tuần phải mở một khóa học đó. Công thủ cao lên cấp 7, cấp 8, tinh lực là chỉ có cấp 3. Quá kỳ quái, điều này chỉ có thể xảy ra. Chỉ có một khả năng, nắm đấm. Hắn nắm giữ một loại bí tịch tuyệt học nào đó, nhưng thời gian tu luyện chưa lâu. Bên cạnh người này ác cơ cao nhân chỉ điểm, bình thường nhớ lời kêu hắn, có cơ hội thì phải làm quen với cao nhân phía sau quán. À được rồi, tiệm của hắn rất có thể là sự công manh mối của cao nhân. Trước thì hết, nghĩ cách có vị trí tiệm của hắn đã. À không cần rắc rối đầu, muốn biết thì tôi phát định vị cho ông là được rồi. Với tôi giới thiệu mấy học sinh có tiền là ổn rồi. Tôi đạo sư vẫn chưa đi à? À dạ, nói nãy giờ nghe hết rồi hả? Sao con lại thành ra thế này rồi? Không bị thương chứ? À mẹ à, không sao đâu, con đâu sao đâu. Ây chà, mình nhà chúng ta có cơ bắp từ khi nào vậy ta? Sống mũi cơ à? À để mẹ nhìn kỹ một chút nào. Ui mẹ à, đừng có sợ nữa. Để con thay quần áo rồi giải thích cho mẹ sau. Thì thôi, thế ăn thùng gì chứ? Quên là khi còn nhỏ ai si tiểu cho con rồi sao? Rồi mẹ con đã lớn rồi. Bảo giáp nguyên thủy hay cũng hỏng luôn rồi. Không biết là có bảo hành được không ta? Tố bệnh. Anh có tinh lực có đúng không? Phải thì sao? Anh cái đồ biến thái, anh thức tỉnh từ bao giờ? À biến thái hả? Rõ ràng là em tự tiến sống vào mà. Ông anh miên tháo trước mặt quần áo trước đi đã. Tập 35. Tự tiện xông vào phòng anh trai, còn gọi thẳng tên, không dạy dỗ lại về sau còn xem anh kiểu gì đây. À chẳng phải em thích nhìn này sao? Vậy thì để cho em ngắm cho thỏa thích nha. Nào nào nào, không cần cách sáo đâu. Ôi vì tại biến tai. Tôi cho anh biết tôi vừa đâu phải cấp 4 đến nhà, đừng có qua đi. Tới đây đi, anh của hiện tại đã khác xưa rồi. Rất tự tin. Những hiện thực thì không thể thay đổi. Ai da, cái gì đây? Chẳng phải lực phòng ngự của mình đã cấp 8 hạ vị rồi sao chứ? À, đây là số liệu lúc ký chủ kích hoạt không hoàn toàn từ thái kỳ 1, tới vị hiện tại của ký chủ. Cường độ thân thể chỉ dừng ở cấp 3 tượng vị. Mà hai này cùng nội sớm. Hệ thống chiến sử dụng của anh đã thức tỉnh từ lúc nào? Sủng thú là gì, phẩm chất là sao? À, còn thời gian trước mắt thì có một con tiểu phù lầu, tư chất thì chắc tầm hạt trung hoặc là hạ đẳng gì đấy. Chỉ một con tiểu phù lầu cấp thấp thì sao được chứ? Mẹ mua cho có một con trung đẳng. Mẹ à, anh ta mới thức tỉnh thôi, cho anh ta tinh sủng tốt thì có dùng đến đâu chưa? Hơn nữa, tinh sủng càng quý thì ăn sủng thực cũng sẽ càng quý. Dựa vào chút thu nhập của anh, còn thì sao mà cho ăn nổi đây? À đúng rồi, trong tiền của còn tiền đóng phí, điện nước không? À không đủ thì cứ nói với mẹ, đừng có đi vay linh tinh. À, nguyên chủ này cũng thảm quá rồi. Gần đây kiếm không nhiều, chỉ được cái từng này thôi à. Tôi bệnh tài sản tôi tin tờ là 500 ngàn. Ghi chép giao dịch
50 vạn. Đi đâu mà kiếm được nhiều như vậy? Trời, anh không là vi phạm pháp đi chứ. À, gần đây học viện phường sở đột nhiên rất tình hành lôi quang thử, vừa hay có thế phong trào lưu nên kiếm được chút tiền lời. Tự nhiên không thể nói với họ là tiền trong tiệm đầu kiếm được chuyển thành điểm năng lượng hết rồi. Tiền này chỉ là lừa phố nhị đại được thôi à. Mày cũng yên tâm rồi, cuối cùng thì cũng bên cũng có tiền đồ rồi. Sau này là Nguyệt phải hướng dẫn anh trai nhiều vào nha. Ai thèm hướng dẫn anh ta chưa, anh cứ vĩnh viễn đi sọc mông của tôi đi. Em gái ngoan, về sau phải chịu cố nhiều rồi. Hôm sau, ông chủ à, nghe nói anh chính là người bồi dưỡng Lô Hoàng Thử, có đúng không? Quá nhiên sau khi nổi tiếng, chuyện làm ăn cũng phất lên thật nhanh. À đúng rồi, có muốn gửi nuôi hay là bồi dưỡng, hay là muốn nhìn sổng lương? Tôi muốn bồi dưỡng 6 con, à 4 con, phải mạnh như Lô Hoàng Thử kia. À, vị khách này, vừa đến đã chỉ lớn như vậy sao? Bồi dưỡng Lô Hoàng Thử có giới hạn, hiện tại chỉ cung cấp bồi dưỡng phổ thông thu phí theo lần. Giới hạn, con Lô Hoàng Thử kia không thể phục chế sao? À, về bồi dưỡng phổ thông hiệu quả là sao? Dù hơi kém lần bồi dưỡng kia, nhưng cũng có thể tăng thêm chút thực lực cho tên sủng. Tên sủng cấp thấp thì mỗi lần 1 vạn, trung đẳng thì 10 vạn, tăng thêm một chút. Cái nói chuyện này chẳng chuyên nghiệp gì cả. Quả nhiên chỗ tốt đã bị Tô Yến giành chiếm hết rồi. Họ là tìm nhà chỉ mượn danh tiếng của Lô Hoàng Thử để lùa tiền. Dù là kiểu nào thì cũng không đáng để nói nữa. Ôi tôi bỏ đi, tôi đến chỗ khách xem sao. Ấy từ từ chứ. Xem thấy trong lòng khách hàng vẫn còn nghi vấn, hủy bỏ đơn đặt hàng vốn có, tạo thành tổn thất thực chất cho cửa hàng. Đã cách ký chủ tiến hành một lần bồi dưỡng chuyên nghiệp. Trời trời, còn có cả bồi dưỡng chuyên nghiệp á. Phí đào tạo chuyên nghiệp cấp gấp 100 lần so với phí đào tạo thông thường. Thời hạn đào tạo là 30 ngày, yêu cầu đào tạo trí lực của dụng thú phải đào tạo đến mức trung cấp trở lên. Phần thưởng nhiệm vụ là một phần nguyên lực đang cấp trùng. Ngẫu nhiên rút ra một quyển tầng ma chiên pháp. Nhiệm vụ thất bại, điểm vật chủ trừ mừ. Nguyên lực đang cấp trung mà. Và quyển tầng ma chiên pháp. Đây là tốt ha. Mà giá cả đào tạo lên gấp 100 lần đào tạo thông thường. Ôi thật là sẽ có người mua sao? Chú tiệm, anh cũng có gì muốn nói nữa sao? Vì khách hàng này, tôi có thể hiểu là cũng muốn nâng cao tâm trạng của sủng thú. Nhưng phải tiêu một số tiền tương đối cao để có hiệu quả đào tạo như con Lô Hoàng Thử. Khách hàng bình thường sợ là trả không nổi. Muốn bao nhiêu? Tiền thì tôi còn một ít. 100 vạn, cỡ tầm 3 triệu tư. 100 vạn à? Người này không phải là muốn lừa một số tiền lớn rồi bỏ chạy đi chứ? Chủ tiệm mà cửa hàng này là ông thuê có phải không? Tất nhiên là không phải rồi, tiếng của tôi rất uy tín. Nên cô yên tâm sẽ không chạy trốn đâu. Nếu như không tin thì có thể lên trang web của học viện phòng sơn kiểm tra xem. Tôi là Tô Bình. Bình ở trong bình vô kỳ. Phòng sơn à, không lẽ anh ta cũng là học viện của trường ư? Học viện phòng sơn thành phố, cơ sở Lòng Dạ, Tô Bình. Xem tuổi tác của cô ta chắc là mấy em năm nhất, năm hai thôi nhỉ. Nếu như dám dùng thủ đoạn gì thì đừng trách họ tỉ tỉ. Anh sẽ khiến cho em sau này không thể hòa hợp ở trong học viện phòng sơn này đâu. Tô Bình thuộc tâm phận tác diện chức vụ giáo viên hướng dẫn cấp cao. Mã số giáo viên là 458 số. Học viện phòng sơn. Bộ phận tác chiến đặc cách giáo viên hướng dẫn cấp cao á. Chắc là giá rồi trẻ tôi như vậy mà có thể làm giáo viên hướng dẫn cấp cao. Còn có giá trị sức mạnh cao nhất ở trong các bộ phận tác chiến nữa chứ. Thế nào hả? Tôi còn có thể sống bình thường ở trong học viện phòng sơn này nữa hay không hả? Học tí. Xin lỗi, tôi đạo sư. Vừa nãy là em đã mạo phạm rồi, xin thầy hãy tha thứ cho em. Kém hiểu biết của em. Đạo sư là giáo viên hướng dẫn. Quả nhiên là có thân phận giáo viên hướng dẫn thì tiện hơn nhiều ha. Ở trong cửa hàng thì có tôi là chủ tiệm là được rồi. Muốn đào tạo thì mời quay về chuẩn bị tiền đi nha. À vâng, chỗ tiền tôi nó rất đúng. Nhưng chỉ là tiền của tôi cũng không được nhiều.
Lần này đào tạo Thiên Hương Trung nha. Kiểm tra đã lượng được 100 vạn tinh tệ, đã chuyển hóa thành 1.000 năng lượng, 10.000 năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 1048. Tiền của tôi đã cũng đã không nhiều, lần này 100 vạn nói là lấy liền á, trời ơi má ơi. 50 lạng của Diệp Hạo, 55. Của Diệp Hạo là mình đã đổi ít quá hay sao chứ? Ui, tất sách rồi. Tôi giáo chủ nhiệm, chủ nhiệm tôi sắc một cái anh hình như không được tục lắm, có phải là không oan nghênh tôi không? Xin anh đừng có giữ ở trong lòng. Sau khi đào tạo xong tôi muốn biết anh qua cảm ơn nữa. Tôi là một con cậu béo có tiền ha. Ai không còn đúng là khách hàng chứ. Mình không được đồ giá quá cao. Ai không còn đúng là hóa ngân cũng không kịp nữa là. Ai yên tâm, đối với khách hàng tôi bình tôi đâu xem như nhau. Tôi sẽ bắt đầu đào tạo rồi. Nếu còn không có chuyện gì nữa thì cô về đi. Tháng sau đến nhận hàng. Không những không để hết bụng việc mạo phạm trước đó của mình, mà còn trong một tháng ngắn ngủi đào tạo tới mức độ cao cường cấp 7. Ui, hào phóng làm sao, thật đáng đích nêu gương cho mọi người. Cảm ơn sự bồi dưỡng của Tô đạo sư. Phí năng lượng 10.000 điểm năng lượng. Năng lượng còn lại 10.000 điểm 48. 1 vạn sao? Năng lượng này thì tiêu kiếm gì đây? Nâng cấp linh trì hay là nâng cấp cửa hàng ta? Vế vật cửa đào tạo của Lôi Đình Vân Hải Giới còn 1.000 năng lượng thì tốt hơn. Muốn đào tạo thành hình dáng của Lôi Hoàng Thử thì ít nhất phải đi 2 lần. Nhưng mà năng lượng như vậy cũng đủ để nâng cấp. Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp chỉ có một lần này thôi, phải xem xét thật trọng. Không gian đào tạo có thể cung cấp sự ghi đào tạo. Những con tinh sủng chưa bị lấy đi có thể sử dụng nghỉ ngơi, không cần chiếm dụng rảnh gửi nuôi. Nói chi tiết, anh phần thường trợ cấp sẽ mô phỏng hành động của vật chủ mà thì tinh sủng tiến vào đào tạo thông thường để tiến hành đào tạo. Mỗi lần sử dụng ảnh phần thường trợ cấp cần phải trả 50% đào tạo thu vào lần đó. Vậy chừng nào có ảnh phần thường này cũng quá mạnh đi chứ. Mặc dù mỗi lần đào tạo thông thường chỉ cần thu vào 50 điểm năng lượng, nhưng mà chỉ cần lưu lượng không đủ lớn thì đào tạo sẽ không bị gián đoạn. Nếu như tính một ngày nhuận 10 đơn thì chỉ có 20 ngày là có thể hồn vốn lại rồi. Là ở đây hả? Như là vậy, tóm lại là vào xem. Là vô xem thế nào? Ủa, ngoài cửa sao ồn quá vậy? Wow, không lẽ toàn bộ đều là khách hàng ư? Chú tìm, anh có nhận đào tạo tinh sủng hay không? Chú tìm, tôi muốn người gửi. Định phải nâng cấp cửa hàng rồi. Nhận chứ, có thể nhận tất cả luôn. Đã tiến vào nơi đào tạo. Mảnh vỡ ngôi sao 9527, số lượng hồi sinh 30, thời gian 7 ngày, tiêu hao năng lượng 10 điểm. Lần đầu khai thông chức năng phân thần bóng, cần ký chủ tiến hành một lần đào tạo hoàn chỉnh. Đã khởi điểm phần thần, tiêu hao 200 điểm. Đây là chính là chức năng phần thần sao? Nhìn cái mặt con ngu quá gì ta, sao cứ cảm thấy cái khác nhờ? Là áo giác ư? Điều quan trọng khi đào tạo tinh sủng nằm ở môi trường thuộc tính tồn tại. Thuộc tính hóa càng nồng đậm thì sẽ càng có lợi cho việc tu luyện sủng kỹ hệ hóa. Dung nham dưới lòng đất 2.000 độ sơ. Đúng là một nơi đào tạo không tồi. Màu, theo ta xuống dưới đi. Hả? Vậy mà lại không nóng mà. Nhưng mình đã tưởng tượng nhỉ, lúc đối đầu với Bạch Trạch thì cũng là kỳ nóng đủ để chết người. Không chỉ là không bị bỏng, thậm chí còn kích hoạt kiềm ô tư thái nữa. Nhưng mà sủng thú thì trừ khi kiềm ô thân thể mà có lực lượng tác tương đặc biệt với thuộc tinh hỏa. Dù sao thì cũng có hồi sinh mà, không thử thì mất công rồi. Quả nhiên nghiên tố hỏa ngọn ngọn giống như là được thuần hóa vậy. Đây chính là thiền phủ huyết mạch kim ô sao? Nhưng mà cái phần thân à, heo à, cái này mày đừng có học theo chứ. Thời gian quý giá như tiền bạc,
Mau đem hết bọn chúng xuống đây đó tu luyện đi. Ê, tha cho em, tha cho em. Ta là thoải mái quá đi. Ôi, ộp. Xích viêm khuyển, tử viêm miêu. Viêm giáp hòa, tiểu. Hóa sư đã hòa hóa. Hả? Bọn này con... có còn tinh tú heo hóa nữa gì không thế? Cống hồi sinh tinh tú cộng, hồi sinh tại chỗ. Hàng hái lại cho tao. Tụi mày chết không có nổi đâu. Đã có tiếng tóm tóm rồi à? Cống hồi sinh tinh tú bị cộng, hồi sinh tại chỗ. Tiếp tục, đấy tiếp tục. Đáp hóa bộ. Hóa diễm ngồi y. Liệt diễm quý sĩ. Viêm hỏng. Trong một ngày ngắn ngủi mà đã học được kỹ năng thú cấp trung rồi. Ôi đây đúng là công ngựa đen tối gì vậy? Ông chủ tuyệt vời quá đi. Ngoài nhìn là có đại sư đào tạo trấn thủ đúng là khác biệt à. Dù như vậy sao ông chủ à, tôi cũng muốn đào tạo. Ông chủ à, tôi muốn một chút thức ăn cho tình tủ. Ông chủ à, tôi muốn gửi nuôi. Được rồi, xếp hàng từ người một đi. Ai cũng có phần. Lãng quản là đứa có đứa không à. Thu nhập là 25.860 tinh đồng. Đã chuyển thành năng lượng 258 điểm. Năng lượng còn lại là 11.650 điểm. Vốn tưởng rằng là phải 20 ngày mới có thể kiếm được năng lượng. Vậy mà mới có một ngày thôi. Mấy ngày thôi đã xong xuôi hết rồi. Đến cả máng nuôi cũng không đủ dùng nữa rồi. Mua. Số lượng máng nuôi đã mở được khóa. Hạn mức là 25/25. Không thể mua nữa. Xin hỏi bà có muốn nâng cấp lên cấp 2 hay không? Phí thăng cấp 1.000 một cái. Không thăng cấp. Nhiệm vụ trước mắt là đào tạo thiền hương trừ. Vé vào cửa đào tạo cấp cao đắt như vậy, nếu chỉ luyện có một con thú thì cũng lỗ quá rồi, chi bằng hòa tổng mà ta muốn thăng cấp linh trị nuôi dưỡng hồn độn. Đã trừ năng lượng 10.000 điểm, năng lượng còn lại là 1.650 điểm. Khí hỗn độn được đưa vào nâng cao đến 1/1.000.000. Có xác suất nuôi dưỡng tình thú, huyết thống, vườn thú khá thấp. Mỗi lần nuôi dưỡng bỏ ra 1.000 điểm. Rút một lần mà mất tận 10 vạn tinh đồng á. Quỳ đặt qua đi, nhất định là phải giành được nhà. Lần trước chỉ rút ra được có nhất dài thùi. Không cầu vườn thú. Lần này ít nhất hãy cho tôi sủng thú. Cập trung lục giái đi. Nuôi dưỡng. Quái là thời tiết nó đổi là đổi gì sao? Đây là luyện ngục trúc lồng thú. Luyện ngục trúc lồng thú thuộc tính hợ rồng hợ hỏa, huyết thống cấp 9, sân chiến đấu, trung bình cấp 3, năng lực kiểm soát, hơi thở của rồng long uy. Ui vậy mà xuất hiện hạng thật rồi nè. Cấp 9 rồi tăng cấp thêm nữa thì có thể trở thành thú vườn huyết thống rồi. Lần này làm ra tiền anh rồi ba huyết trẩm. Ý nghiệm của lồng cọp không cho phép bất cứ kẻ nào yêu chạm vào cái cơ thể của nó, đặc biệt là đầu. Đầu còn lớn mà tính khí cũng không nhỏ hèn. Dạ. Nhưng thật là đáng tiếc, trong cửa hàng ta thì ta là vô địch. Ngồi ngồi cái khứa cho ta nghe không hiểu thì chớp chớp mắt nghe chưa. Chớp trăm lần. Ôi khứa đã được ký. Cửa hàng dùng thú chiêu thần tập 36 lên phun bồ nằm dưới phòng mô tả nhé. Khứ ước đã được ký. Tôi đạo sư à, anh có một buổi tòa đàm công khai với năm ba. Mời anh đến nơi trước giờ bắt đầu. Học viên phòng sự, còn 2 phút nữa. Học viên phòng sự chủ nhiệm bộ phận tác chiến. Mấy ngày đầu tiên lên lớp mà đã không quan tâm tới kỷ luật như vậy rồi à? Đâu có thể được chứ. Tôi đạo sư không quen đường, có lẽ là lạc đường rồi. Chủ nhiệm mà ngay trước, ngay đi trước đến phòng họp đi. Lỡ phụ mới đi ra ngoài làm việc có mấy ngày, bộ phận tác chiến đã không tập trung thành như thế này rồi. Nghe nói người mới đến là do cô tiên cử. Nếu đã không thông báo cho lão phụ, vậy bây giờ cô là lão đại của bộ phận tác chiến rồi. Không dám. Ôi tôi bệnh ơi, tới nhanh đi chứ.
Chủ nhiệm, tôi sự xin lỗi. Nếu như tôi mình nên trở thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tô Bình, đấy chính là cái người mới tới à? Tiệt, may mà tôi kịp, cảm giác cưới rơm thật là tuyệt vời mà. Đúng vậy. Trời, bộ phát tác chiến mới đến một giáo viên hướng dẫn vô cùng trẻ tuổi. Mọi người đang nghe nói chưa? À, không lẽ là có quan hệ à? Còn nói số lượng và tài ấy trên mạng hình như rất là trống hết, quá giả rồi đi. Nói đúng, không chừng thì là con của hiệu trưởng cũng nên. Thế như tôi thì nhất định là bỏ tiền ra mới vào được. Có gì đã tám chứ? Trẻ tuổi thì sao? Có thể làm thầy giáo hướng dẫn thì chứng tỏ người ta có thực lực. Có thời gian tám chuyện, không bằng thì luyện thật đi. Ồ, không lẽ cậu mơ đến làm giáo viên hướng dẫn cấp cao? Thật là ngây thơ mà. Cô ta vậy mà nghĩ tới dựa vào tu luyện là có thể làm được giáo viên hướng dẫn. Các em im lặng hết đi, bắt đầu lên lớp rồi. Đầu là tiết công khai do chủ nhiệm bộ tác chiến và cô phụ trách giảng giải về tài liệu hoàng khu ở trong cùng với một phần bộ phận tác chiến. Tô đạo sư lại phụ trách trợ giúp. Và tuổi của tô đạo sư đó hình như sắp xỉ chúng ta đó. Vậy mà đã làm giáo viên hướng dẫn rồi. Người đó vậy mà lại là giáo viên hướng dẫn. Đó là cái gì chứ? Với thực lực của Diệp Thần, chúng ta qua năm 2 muốn làm là làm được thôi. À, được rồi, đừng có nói nữa. Tố Bình, anh ấy sao lại ở trên đó, không nhầm đó chứ? Nè nè nè, mới nãy biết tình của cô, con nói giúp nữa cơ mà. Cái gì mà có thời gian tám chuyện thì điện công phu đi. Phù phù. À, không phải, anh ấy. Tố đạo sư, nghe nói là thầy đã chặt đầu cái con mà hài thú là thật không ạ? Có thể nói chi tiết với chú em không? Mài thú đó là gì vậy? Nghe nói là ông thú cấp cao, nhưng rất hiếm gặp, chưa có ai nhìn thấy. Mấy người nhìn thấy đều đã chết hết rồi ạ? Lì hại như vậy tôi không tin. Đương nhiên là có thể rồi, nhưng đây không phải là trọng điểm mà buổi học ngày hôm nay. Sau này có cơ hội thầy sẽ cho chi tiết. À, thầy giáo chưa làm được một ngày mà đã làm giá rồi. Cho thấy bản lĩnh của thầy gì nào. Nếu như không thì lấy cái gì chứng minh là thầy có thực lực đó vậy bọn em đi. Đúng đó, đúng đó. Đã nhiều lần trước thì mình chưa có nhìn rõ được càng nguyên của anh ta. Mình cũng hiếu kỳ là muốn biết rốt cuộc là thực lực của anh ta như thế nào. Cùng với lúc đào tạo cái gì mà tinh sủng mới đuổi kịp mình. Thôi tì rồi, anh ấy vừa mới tỉnh ngủ cùng với ma hài thú có quan hệ gì chứ? Tiếp theo sẽ xấu hổ chết luôn quá. Bây giờ là thời gian lên lớp, các em không được la lối ôm sòm. Thực lực của đạo sư cô có thể đảm bảo. Hơn nữa với tình tích tác chiến gần đây của cô, chẳng lẽ là đủ sức thuyết phục hay sao? Tôi đạo sư vẫn là trình diễn một chút đi. À, xin lỗi chủ nhiệm, là tôi đường đột rồi. Tôi đạo sư vẫn là trình diễn một chút đi. Nếu như không truyền đi tin vịt là đạo sư nhờ vào mối quan hệ mà vào được phòng sơn thì không hay cho lắm. Cho dù là ở chiến đội hay lò viện đều không cho mình sống yên ổn hay sao? Cái giá mà tôi ra tay là rất đắt đó nha. Khô cốt lầu. Cái gì? Vậy mà là tiểu cốt lầu. Vì thần cậu xem đi, thật là một đồ vật nhỏ bé đáng yêu mà. Lúc tới 10 tuổi còn đem theo nó, thứ này đã gì chơi đó. Tôi đạo sự điểm này thì cậu yên tâm đi, chỉ cần không tấn công sinh viên thì còn lại cậu muốn làm âm ý thế nào thì tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm. Nhận lệnh không làm hại người khác, hiểu chưa? Hiểu rồi đại ca. Lối mơ sủng cấp thấp nhất thì có thể làm được gì chứ? Ôi, biểu diễn tài ngữ. Xem đây. Cái này. Ôi, vừa rồi đã xảy ra gì vậy? Là con tiểu hồ lâu ký lầm ư? Tiểu hồ lâu cái gì chứ? Tôi thấy rõ ràng là hồ lâu vương. Mạnh thật. Ngón xà lùi thú của tụi ở trước mặt con tiểu hồ lâu kia chỉ sợ là sống không quá 2 chiều. Đây là thực lực của tiểu hồ lâu cấp 1 có sao? Chẳng phải hắn mới thức tỉnh không lâu ư? Chào hả? Có cần tôi diễn thêm một lần nữa không?
Nói đùa gì vậy? Phòng học này xây từ vật liệu đặc biệt, giá trị còn dưới ngàn vạn, thậm chí còn đủ có thể chịu được quanh tà cấp 8. Thế mà bị một tiểu đào, một đao của tiểu khổ lầu. Còn ai không phục thì cứ giờ lên tay lên phát biểu. Hoan nghênh lên đây nghiên cứu cùng với tôi nè. Hả? Sao ông ai nói? Ai cũng cúi đầu không nói vậy hả? Nếu không có ai thì phải bắt đầu vậy được rồi chứ. Dần, em không có dám nói luôn. Mời các bạn học. Giờ sẽ trạm 415, đây là vật liệu phát hiện trong vật chất tinh không cấp A năm 2025. Khoa sầu lại có một đồng học cảm thán thế này. Đây là giảng bài yên tĩnh nhất mà tôi từng học đó nhà. Thậm chí âm thanh cọng tóc rơi xuống đất cũng không nghe thấy luôn. Nhưng lại không ai dám suy nghĩ hay là ghi chép. Vì lực chú ý của mọi người đều nằm ở sớm đã vì vết nứt rất sầu kia đoạt đi rồi. Đường đường là phó hội trưởng lại đưa ra một đạo sứ về nhà. Cách xa quá rồi đó. Đó nào có chưa, nghe nói mới đầu tiên mà cậu đã khiến cho sinh viên ngon ngọn. Cả một lớp lại không có một tiếng ồn nào. Ta đào sửa chính là nhân tài đến cấp của phường sơn của chúng ta. Cái lão hồ ly này lại có ý đồ gì đây? Đưa Vân Tì vào. Không phải tới gặp mình để cùng đi cầu thang đi chứ? Tôi quên đi. Đã lâu không gặp rồi. Dịp trần sớm. Thế chiều hôm nay yên tĩnh gờ đấy. Không có lấy một vị khách nữa. Dịp mổ có một kiến mật là muốn thương lượng với tụi huynh đệ nên đã sai người sờ tán con đường này. Đương nhiên là dịp mổ sẽ đền bù tổn thất buôn bán. Phờ trường à, bán tôi nói là có mật sự muốn nói kìa. Thật ra tôi cũng đang tìm tôi đạo sự có việc. Không lâu nữa sẽ cử hành thi đấu vòng tròn tinh anh của toàn cầu. Thi đấu vòng tròn súng sự tinh anh mỗi năm 3 năm thì sẽ tổ chức một lần. Chỉ có một chiến sự sừng tinh lực cường độ cấp 7 trở xuống thì mới được tham gia. Quán quân thi đấu ở trong vòng tinh anh trừ việc đạt được tiền thưởng vòng phú còn có thể được chiến súng sự cấp truyền kỳ chỉ điểm. Lịch đại quán quân hầu như là đều thuận lợi tán phòng thân hào cấp. Trong đó lại có mấy vị tiền kỳ trì tử, còn thành chiến sự cấp truyền kỳ và người kính ngưỡng. Che chở an nguy của cả một đại lục. Nếu như tôi đạo sự đồng ý tham gia, thì tôi có thể phối dị đời suy nghĩ một năm tiền lương phúc lợi vẫn được phát. Sau trận đấu còn có tiền thưởng. Không cần, tạm thời thì tôi không có ý định dự thi. Cái gì? Tức là chiến sự lại còn có ơn thú đi đấu vòng tròn tên anh á. Mình ngu chắc. Thành quán quân đồng nghĩa sẽ bị cả thế giới biết. Dựa vào độ nổi tiếng hiện tại của mình đã kiếm được bộn tiền rồi. Nếu như lại nổi tiếng không chừng sẽ bị người ta đỡ mắt tới. Vẫn nên dựa vào hệ thống thăng cấp an toàn hơn. Diệp Mổ vốn định là mời Tô Quân để tham dò bi cảnh. Đáng tiếc đã vô ý tham gia thi đấu vòng tròn tình anh. Ở đó chỉ là còn tính toán thôi. Bi cảnh đó là gì? Cậu đang nói đến tam đại bí cảnh đồng hữu của toàn bộ của ác khu á. Chuyện bí cảnh đối với người khai ngờ khoan nguồn hồn thấp trở xuống thì đâu là bí mật. Sao ông lại biết vậy? Dù sao thì trước khi nghỉ vợ hầu, lão phụ cũng coi như là người khai hoàng nửa kim hồn. Đừng có đánh đổ nữa, nó mau đi. Hướng thông với vết rách tinh không đều là tinh vật phổ thông. Mặc dù phát hiện bảo vật nhiều lắm cũng chỉ thở ở trình đoạn khoáng thạch hoặc là sinh vật nguyên thủy. Mà bà vật rất tình thông lông đại sơ kinh cốt hà mà thân trụng thông hướng với tinh vật đã từng sinh sôi ra nên vòng mình sánh vai với thậm chí còn vượt qua tâm tình. Dù những định vòng mình kia sớm đã tiêu vong nhưng nghe nói thần khí khai quật được ở bên trong đó, nhỏ thì có tiền mà không thể mua được, lớn thì có khả năng thay đổi bố cục thế giới hiện tại, thậm chí có thứ còn ghi giúp hiệu thấu pháp tắc chí cao của vũ trụ.
Mà như vậy ư? Quả thực là một khái niệm chiều không gian khác. Mới nhưng trong bi cảnh có quá nhiều hồn thú và cơ quan trấn giữ. Từng có những vô số cường giả thứ vào bên trong đã thăm dò, đều đã không còn. Vậy nên bi cảnh đã chinh phủ liên bang phong tỏa rồi. Chỉ trước khi vào tổ chức thi đấu vòng tròn toàn cầu thì mới mở ra khu ở bên ngoài tương đối an toàn cho người khai hoang đỉnh cao. Không sai, dịp mổ may mắn thu được tư cách thăm dò khu liên ngoại bên ngoài bi cảnh Long Đại Sư. Đang vì vật này mà tìm đồng đội, tiếc là tu huynh đệ tuy không có hứng thú với thi đấu vòng tròn tình anh, nhưng hệ thống bồi dưỡng bà quát và ấn tượng. Không chừng là bí cảnh Long Đại Sơn này ngay tại trong đó. Những hung thú cơ quan chỉ biết kìa, trước mặt hệ thống phục sinh vô hạn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Có thể suy xét bí cảnh này một chút rồi. Ông chủ à, đến lượt tôi rồi. Ông chủ à, tôi muốn đào tạo. Ông chủ à, thật là ngại quá, đã đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi. Khách hàng sắp hàng chưa tới lượt thì ngày mai lại tới sớm hơn nha.